Muốn tập ăn healthy thì không thể bỏ qua món bánh quốc dân được mọi người yêu thích, biscotti, bánh thơm, béo, kết hợp với các loại hạt dinh dưỡng, giòn rụm, vô cùng ngon miệng. Cùng mình làm bánh biscotti siêu hạt cùng ngăn đông mềm tủ lạnh Panasonic nha. Các nguyên liệu để làm bánh biscotti khá đơn giản và dễ kiếm. Bạn có thể linh hoạt chọn các loại hạt yêu thích và điều chỉnh vị ngọt tùy ý mình. Mình thì thích bánh giòn, nhiều hạt nên chuẩn bị rất nhiều hạt khác nhau ở đây. Biscotti siêu hạt nha Lam. Đầu tiên, hãy nướng sơ các loại hạt để bánh được bảo quản lâu hơn và thơm hơn nhé. Sau đó, bạn sắc nhỏ hạt hạnh nhân, mơ dẻo, khoảng bằng hạt lạc để trộn bánh dễ dàng hơn nhé. Biscotti có thêm vỏ cam vàng sẽ thơm ngon hơn rất nhiều lần. Bạn nên thử nha. Tiếp theo, cùng trộn hỗn hợp bột thêm bột nở, chút muối và điều chỉnh lượng đường phù hợp nhé. Sau đó, cho toàn bộ phần hạt đã chuẩn bị vào và trộn đều nha. Lúc này hỗn hợp khá đặc chứ không còn chảy nữa. Lượng hạt của mình rất nhiều nên các bạn có thể điều chỉnh tùy khẩu vị của mình nha. Làm nóng lò và chuẩn bị khay lót có giấy nến và bắt đầu tạo hình. Mọi người có thể tạo khối có hình dạng tùy ý. Mình thích hình oval úp ngực như này. Đánh tạo hình quá cao, dày, bánh sẽ khó chín bên trong đó ạ. Để hỗn hợp được định hình tốt hơn, bí quyết đó là cho bột nghỉ khoảng 15 phút trong ngăn đông mềm của tủ lạnh Panasonic. Khối bột sẽ chắc và tạo hình tốt hơn. Sau đó, nướng bánh lần 1 ở nhiệt độ 170 độ trong 20 phút đến khi mặt bánh có màu vàng và mùi thơm hấp dẫn. A few minutes later. Bánh sau khi nướng đã thơm ngon lắm rồi. Lúc này bánh còn khá mềm và ấm, tương đối giống bánh gato thêm hạt. Hãy để bánh nguội hoàn toàn rồi sau đó cắt bánh thành từng lát có độ dày khoảng 0.5 cho đến 1 cm nhé. Bánh có nhiều hạt sẽ khó cắt hơn, dễ bị vỡ nên chúng ta nhẹ tay nha. Sau đó bạn sấy bánh đã cắt lát thêm 10 phút nữa nhé. Việc sấy bánh lần hai sẽ giúp bánh giòn và trữ được lâu hơn đó ạ. A few minutes later. Đó cũng là lý do vì sao bánh biscotti giòn thơm như bánh quy và cũng xốp lại như gato, con vịt của mèo. Vỏ cam thơm lắm, cân bằng vị béo, đỉnh lắm luôn. Ăn một chiếc lại muốn ăn thêm cái nữa. Làm ngay để ăn sáng healthy thì khoảng 30 phút có ngay bánh và người mê. Biscotti vô cùng healthy, dinh dưỡng. Cảm ơn ngăn đông mềm tủ lạnh Panasonic, chuẩn tiện nghi, làm bánh quá là dễ. Panasonic đảm bảo thiết. Panasonic.